nào. Ôi, chết cả máu tay như thế này rồi. Đưa mặt em về xem nào. Trời ơi, khổ thân con tôi. Đi, đi với mẹ. Kiên, con đi đâu bây giờ mới về? Tôi chết. Mẹ xem nào, con làm gì mà mặt mũi xước xát thế này? Mẹ hỏi con. Con bị ngã. Mẹ xem nào. Tôi chết. Tay bên này. Ngã kiểu gì mà xước hết chân tay mặt mũi rồi cả quần áo thế này? Con nói dối mẹ đúng không? Dạ không ạ. Con đâu đánh nhau với ai đâu. Mẹ chưa bảo là con đánh nhau với ai. Mỗi khi mà con nói dối nhá, mặt con sẽ đỏ hết cả lên. Con nói thật đi. Ở lớp xảy ra chuyện gì à? Không, không có gì đâu mẹ. À đây rồi. Xuống xe đi con. Đi vào đây. Chào chị ạ. Cô tưởng cháu đánh bạn xong thì không dám về nhà chứ? Xin lỗi, nhưng mà chị là ai? Chị xông sộc vào nhà tôi rồi mắng con trai tôi như thế. Cô mới về đây nên cô không biết. Tôi là mẹ của cháu Long, bạn học cùng lớp với con của cô. Đây, cô xem đi. Con cô đánh con tôi ra nông nỗi này này. Kiên, có phải con đánh bạn không? Mẹ dạy con như thế nào? Nó gây sự với chửi con là đồ con hoang chứ. Long, có phải cháu nói bạn là đồ con hoang không? Cháu biết đồ con hoang là như thế nào không? Dạ, tại bố mẹ cháu bảo không được chơi với cái đứa không có bố bởi vì không được dạy dỗ tử tế. Trẻ con ăn nói linh tinh. Xin lỗi chị, nhưng mà tôi nói cho chị hiểu. Đứa trẻ nào khi sinh ra cũng có bố và mẹ. Thằng Kiên nhà tôi thì không được may mắn. Bố cháu mắc bệnh hiểm nghèo và mất khi cháu mới được 4 tuổi. Tôi biết tất cả những lời dị nghị xung quanh mẹ con tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ được một người mẹ yêu con như chị lại có thể nói ra được những lời như thế. Tôi xin lỗi chị, tôi thật là không phải. Chị nói đúng. Trẻ con cần được yêu thương và bảo vệ như nhau. Tôi sẽ về bảo ban hại cháu. Tôi thật lòng xin lỗi chị. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng cả. Kiên nhà tôi đã đánh Long là sai rồi. Kiên, con xin lỗi bạn đi. Long, cậu còn đau không? Bây giờ hết đau rồi. Tớ xin lỗi, làm bạn lại với tớ nhé. Từ nay hai đứa sẽ yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, nhớ chưa? Thành bạn thân ấy thì mới bảo vệ nhau, rồi thông cảm trong hoàn cảnh khác biệt của nhau. Kiên mới về đây nên là còn lạ lẫm. Có gì Long chơi với bạn, bảo ban bạn con nhé. Dạ vâng, con sẽ trở thành người bạn tốt nhất của Kiên ạ. Bây giờ mời hai mẹ con vào nhà uống nước, tiện tôi rửa vết thương cho hai đứa. Mời chị ạ. Dạ vâng ạ.